Báo CN Sport chỉ ra 5 điểm nhấn của trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Đó là việc chiến thuật của đội tuyển Thái Lan không hợp lý, sự thiếu vắng các trụ cột. Và cuối cùng, họ kết luận rằng đã lúc coi đội tuyển Việt Nam là một trận quyền lực của bóng đá Đông Nam Á bên cạnh đội tuyển Thái Lan. Một bài viết khác cũng của CN Sport cho rằng thất bại này đã khiến cho bóng đá Thái Lan bị tổn thương về mặt danh dự. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đăng toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Huấn luyện viên Sirisak cho rằng đội bóng của ông đã chơi tốt nhưng không may mắn nhận bàn thua ở cuối trận. Và mục tiêu trước mắt của đội tuyển Thái Lan sẽ là trận đấu tranh hạng 3 với đội tuyển Ấn Độ. Facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan có nhiều bình luận bày tỏ sự thất vọng của người hâm mộ nước này với trận đấu vừa qua. Đồng thời yêu cầu huấn luyện viên Sirisak nên từ chức sau thất bại này. Tờ Bangkok Post chỉ ra nguyên nhân thất bại của đội tuyển Thái Lan đến từ sai lầm của thủ môn Cao Huynh. Bài báo còn chỉ ra rằng thủ môn này đã nghỉ thi đấu hơn nửa năm vì chấn thương, và đó cũng là một phần khiến cho anh mắc sai lầm.